tục và rất là nhiều và đủ size mẫu ánh kim. Thì cái mẫu ánh kim này em giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Đấy, đây là tên của cần. Thực ra ở đây là tên của cần lại khác, nhưng mà màu sắc của cần thì là đều là màu vàng. Nên là khi mà về đến Việt Nam, về đến Việt Nam mình thì tất cả anh em cần thủ cũng như là các shop bán hàng cũng sẽ đều gọi là cần ánh kim, vì nó có màu sắc là màu vàng. Và cái điều đặc biệt của cái cần này là, thứ nhất là nó quá hot và nó bán quá được nhiều, và cái thứ hai đấy là tất cả các lóng của cây cần này đều là màu vàng. Đây là một trong những dòng cần nội địa mà theo như nhận xét của cá nhân em, đấy là giá cả nó quá rẻ và thiết kế của nó thì lại, thiết kế và cái chất lượng của cây cần này lại thì lại quá là ok, cả về thiết kế cả về giá cả. Thứ nhất có 3H vẫn có vòng chống lỗ, các lóng bên trong đều là màu vàng, cả lóng ngọn luôn nha. Bình thường lóng ngọn của các cái dòng cần bình thường nó sẽ lóng ngọn nó sẽ khác cái lóng kia đấy, nhưng mà cái cần này là lóng ngọn cũng là màu vàng. Và một cái điều đặc biệt nữa đấy là cái lóng tặng kèm của nó cũng, cái ngọn tặng kèm cũng là cùng màu vàng luôn. Thế là khi mà mình thay lóng ngọn thì vẫn là giữ được nguyên vàng đều bên chân đấy, ngọn, nhưng mà cây ngọn chính của nó thì sẽ là ngọn xoay 360, còn đâu ngọn phụ của nó sẽ là ngọn không phải là ngọn xoay 360 và là ngọn đặc đấy, ngọn. Để mà nói là cây em chưa bao giờ em nhìn thấy một cây cây cần nào mà ngọn đặc ấy là nó màu vàng. Thường là ngọn đặc thì sẽ là màu của phôi cần. Đây là ngọn đặc đúng chất, bẻ không gãy nha các bác nha. Tên cần của nó thì thực ra ở nội địa thì nó là tên khác, và đây là một cái dòng nội địa, hãng nội địa của nó luôn nha. Nhưng mà theo như em biết thì đây là một cái hãng này, hãng rất là nhỏ, chính vì hãng nhỏ nên giá cả của nó cũng rất là rẻ. Đối với cái mẫu này 4H này, tay cầm của nó bầu nha. Và cái điều đặc biệt là tất cả cái đối trọng của nó cũng là màu vàng, lắp đuôi này cũng màu vàng và lắp đầu này cũng màu vàng luôn. Hình như là size 2m7 là không có cái dây móc dây bảo hiểm, nhưng mà 2m7 thì mình câu gần rồi thì chắc là cũng không cần. Đấy. Các lóng của bên trong, các lóng bên trong thì đương nhiên rồi, cái lóng gốc thì cũng rất là khó để mà sơn cái màu này, nhưng mà khi các bác ra cần các bác cũng biết là nó sẽ ăn ở phần trên này, nên là cũng không quan trọng, không sợ bị kẹt lóng. Đây là lóng gốc, các lóng nha. Thật sự một cây cần giá quá rẻ và nó có rất là nhiều size phù hợp, ví dụ như là có 27, 36, 39, 4,5, 54, 63, nó đầy đủ các size. Cái độ cứng của nó là 2H thôi, theo như cái cảm nhận đánh giá cá nhân của em là cái cần này chỉ có 2H, rất là mềm và dẻo. Và cá nhân em thì cũng cái lên cá được hình như con đấy khoảng 3-4 cân rồi, và theo như cái cảm nhận của em thì chắc chắn là nó sẽ lên được nữa. Còn cái cần này thì test tính của nó khoảng 1 cân, nó sẽ test được 1,5 cân, nhưng mà vì là độ cứng của nó là 2H nên là khi mà test 1,5 cân ấy, nó cong rất là nhiều, nó cong gần như cong vào gốc luôn, nên là rất ít người sẽ làm những cái video test lặng cây này. Chỉ test khoảng 1 cân để anh em xem cái độ đàn hồi, độ lẩy của cần và độ chịu tải của cần thôi. Còn nó test 1,5 cân thì tốt nhất là mình cứ lên thử ra ao câu kéo luôn, xem là 5 cân có đúng là quay đầu hay không. Nhưng mà để nói dòng cần 2H lòng đưa những con cá 5 cân để mà như cái mẫu này đấy, dòng cá 5-7 cân thời em nói thật sự là rất là phê. Đến những cái con cá khoảng tầm 1 cân, cái độ cong và độ lẩy của cần cũng thật sự là chết khiếp. Và hôm nay thì nhà em đã về đủ size rồi nha các bác nha. Và em cũng sẽ xin phép cam kết là sau này sẽ không bao giờ bị thiếu size như đợt vừa rồi nữa, không bao giờ thiếu size nữa để phục vụ tất cả anh em. Và mức giá thì cũng khẳng định luôn là rẻ nhất thị trường. Và một cái điều nữa đấy là các bác khi mua hàng, các bác kiểm tra hàng xem đúng như những gì video em giới thiệu hay không, cùng màu sắc, cùng, và khi mà mua hàng ấy thì các bác phải
kiểm tra hàng, lên kiểm tra hàng xem có đúng như những gì em giới thiệu ở trên video hay không. Cái thứ hai là hàng chẳng may bị làm sao thì các bác hoàn luôn, để tránh trường hợp là bên vận chuyển người ta làm gãy rồi mình nhận rồi đến lúc em cũng rất là khó nói. Cái dòng cần nội địa ấy, bây giờ em mới chú ý là thường những cái dòng cần nội địa nó sẽ không ghi sai cần ở trên đây, nó sẽ là ghi chữ tiếng Trung ở đây, chữ giống như chữ 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 nho ngày xưa đấy. Đây là 15 sứ ủ đấy, là tức là 4,5 m. Nói chung là các bác cứ nhân 3, ví dụ 15 nhân 3 là 4,5, 12 là 36, đại loại là như thế. Cái chữ này giống là chữ 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 nho của Việt Nam này. Cảm ơn các bác đã xem hết video.